Ta-da! Giới thiệu với các bạn, đây là bảo bối dưỡng da của Ly đây. Với kem chống nắng UV SPF 50 cộng với là PA 4 cộng thì chắc chắn là sẽ có khả năng chống nắng cực đỉnh, và quan trọng nữa là an toàn, phù hợp cho mọi loại da. Bây giờ để kiểm chứng những lời Ly nói thì chúng ta sẽ đến với một cái trải nghiệm ha. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra độ chống nắng của kem chống nắng UV và mình so sánh với một cái loại sản phẩm chống nắng ở bên ngoài. Cái này Ly mua cũng mắc tiền ha. Bây giờ trải nghiệm ở chỗ là chúng ta sẽ thoa hai loại kem chống nắng này và dùng máy test UV và kiểm tra thử. Rồi, kem chống nắng UV, kem chống nắng bên ngoài. Nào, bây giờ xem điều bất ngờ ha. Wow, các bạn nhìn thấy nha. Ở trên mặt của Ly, đây là loại kem ở chống nắng thông thường ở bên ngoài với một cái lớp trắng không có khả năng tạo thành một cái màng bảo vệ trên da. Thành ra không có khả năng chống nắng thực sự nha các bạn, dù rằng là mình mua khá là mắc tiền. Còn ở bên đây, một cái lớp màng đen như thế này đã tạo thành một cái hàng rào bảo vệ cho da, giúp da được chống nắng, chống những cái tia UV, chống những cái tác hại của mặt trời. Vì vậy, da của bạn luôn được đảm bảo là được chăm sóc nè và tránh được những cái tác hại của mặt trời. Vì vậy mà da của bạn luôn trắng, luôn mịn và không có bị lão hóa. Nào, bây giờ Ly sẽ thoa và bôi bớt những cái lớp này đi ha. Các bạn xem nha, cho dù là Ly đã bôi cái phần kem chống nắng đi rồi nhưng mà cái lớp bảo vệ một cái màng đen ở trên mặt vẫn còn, chứng tỏ là cho dù mình thoa một cái lớp khá mỏng, gọi là một cái lớp phù hợp đi, thì nó vẫn tạo một cái màng bảo vệ ở trên da. Còn bên đây Ly thoa đi nha cả nhà. Rồi, không có kem chống nắng luôn. Ở trên đây thì nhìn hơi mặt mèo nha cả nhà, nhưng ở đây thì nhìn rất là rõ nè. Đó, cả nhà thấy không? Cho dù mình đã bôi cái lớp kem chống nắng đi nhưng mà vẫn đảm bảo cái độ an toàn ở trên da và thành một cái hàng rào bảo vệ ở trên da như thế này nè. Rồi, bây giờ mình chia sẻ thêm tại sao UV lại có khả năng chống nắng cực đỉnh như vậy. Bởi vì thành phần nổi trội đó chính là tế bào gốc của hoa nhung tuyết, thêm những cái thành phần dưỡng chất từ thiên nhiên. Và cái quan trọng mà Thảo Ly cảm nhận đó chính là thường á, khi mà mình sử dụng kem chống nắng là bước cuối cùng của cái phần chăm sóc da. Thành ra mọi người sẽ lo ngại là da của mình hơi khô. Nhưng với kem chống nắng UV thì lại có khả năng là dưỡng ẩm nè, cung cấp độ ẩm cho làn da, lại có tế bào gốc nữa. Cho nên là làn da của chúng ta lại được tăng sinh tế bào, tăng sinh collagen, làm da luôn là trắng, nõn và đảm bảo là giảm sạm nám nữa. Thời gian mà chống nắng được giữ lâu dài hơn và khả năng chống nắng lại tối ưu hơn. Với lại quan trọng là khi mà mình trải nghiệm thì da của mình mát nè và cảm thấy rất là dễ chịu, không có bị bết dính. Với một cái sản phẩm giúp khóa tuổi xuân như thế này và giá cả thì là cực kỳ hợp lý, có thể nói là khá là rẻ nữa, thì Ly tin rằng là các bạn đã biết sự lựa chọn của mình như thế nào rồi đó, phải không ạ? Kem chống nắng UV.